Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Lại gặp lại quý vị và các bạn trong cái cuốn video này của Mạnh Bonsai. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì tôi đang ở vườn nhà chú Huynh. Chú Huynh ở dưới thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Quý vị và các bạn thấy cái góc chơi rất là chin đúng không? Toàn cây bonsai mini. Chú Huynh có một cái sân vườn bonsai mini rất là đẹp này. Đấy. Rồi, chào ông chú Huynh nhá. Chào. Rồi, cây đẹp quá chú Huynh ạ. Thì thôi thì qua xuân Tết rồi cũng nó cũng phát triển mạnh mẽ đấy. Đang làm gì đấy chú Huynh ạ? Đang cắt sửa cây này cho nó tròn tán tí. À. Cây hộp mai hộp ngọc hộp mai. À thế chú cắt như thế thì nó cái bữa ra hoa nhiều quá sợ rồi. Nhưng mà chú cắt này nó hết hoa rồi làm sao không chú? Ui rồi hết hoa nó lại ra lớp khác này. Cái giống này lại ra hoa bốn mùa. Ra hoa bốn mùa kìa. Cái này đẹp nhỉ, cái này dáng gọi là dáng dáng tiên tiểu hay gì. Chú Huynh. Dáng này dáng mười nhiêu. Dáng mười nhiêu. Độ này nhiều cây đẹp hết đấy chú Huynh ạ. À. Thì nói chung là làm cái này thì cũng phục vụ cho anh em chơi đấy, cây. Ông Huynh ông kiếm được cái đá này ở đâu trồng được đấy chú Huynh ạ? Cục đá này là đá da báo. Đá da báo à chú? À. À. Đá da báo. Bao nhiêu tiền cái cục này chú? Cục này thì anh em có nhu cầu thì cứ alo. Lại alo à? Vâng, đẹp đấy chú ạ. Đặt lên cái chậu sứt 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 thì trông rất hay. Cây này trắng, cây gì trắng toát đây là chú Huynh à? Cây là cây bằng lăng à? Trầm ổi ghép linh ghép tường vi. À, trầm ổi ghép tường vi à? Gốc trông cũng chất phết đấy chú ạ. Lâu lắm rồi cháu cũng không rẽ qua vườn nhà chú Huynh, hôm nay rẽ qua vườn đây thấy rất là nhiều các cái tác phẩm mới và đẹp. Đợt này Sam hạt gạo này không ra hoa chú Huynh? Chưa, nó sắp, đấy là linh Sam 86. À, Sam 86 nó, à? Nó sắp rồi, nó đang chuẩn bị báo rồi. À. Nó chít chát đầu, nó chuẩn bị ra hết rồi. Cái này sắp ra, đây là bắt đầu ra rồi. Đây, hoa. À, hoa tím đây hả chú? Đây, đã rồi. À. Đó, cái này lở sớm có cái nó báo sớm. Vâng. Nó phải rộ là tháng 4, tháng 5. À. Từ tháng 4, tháng 5. Phi lao đẹp quá chú ạ. Đứng ở ngoài, đứng ngoài nó mình hôm mà đây là linh sam hả chú? Cây linh sam. Đúng rồi, ngoài này hơi hẹp để tôi đi ra ngoài tôi quay cho quý vị. Quý vị nhìn cho nó rõ. Rất là nhiều nha quý vị nha. Rất chi là nhiều. Cây rất là đẹp, rất là chất luôn. Đây cũng là linh sam này. Có cây dáng trực, có cây dáng huyền. Cây bên trong kia là dáng huyền. Đúng dáng huyền không chú Huynh? Ừ, đúng rồi. Đây, hồng ngọc mai đợt này đang đấy. Hồng ngọc mai hồng ngọc. Đợt này đang nở rất là nhiều hoa này. À vâng, ok. Hôm nay có nhiều cây đẹp lắm, tí nữa cho vào bàn xoay, người xoay để quay giới thiệu với cả quý vị cho để giao lưu nhá chú Huynh nhá. Cây sung này đợt này đẹp quá ông ạ. Ui nó lại đang ra quả đấy. Đang ra một lứa mới hả chú? Đang ra quả đấy, đang tiếp tục ra quả đấy. Vâng, đây để cháu lại gần cho quay. Đây đang ra lứa mầm quả mới. Hay nhỉ, cái loại này nó cứ ra liên tục đi nhỉ chú nhỉ? Ờ đấy đúng rồi, không biết là sai cây này nó lại sai mà mắn thế này. Ông có cấy cái loại thuốc gì cho nó không? Thuốc sinh sản này. Đấy mà ông ấy có cấy cái loại gì không rồi? Thuốc sinh sản này. Ra liên tục tặc này. À.
Thế cái hoàn bi ở đây đâu rồi ông? Hoàn bi ông nội hôm nay nó thở bong bóng, cá chép nó thở bong bóng, nó tuột này, phụt, hôm nào nó lại hút lại. Phụt ra rồi à? Khế này là khế chua hay khế ngọt đây là ông Huynh à? Khế chua, khế chua. Nhưng mà khế này là khế gân à? À đúng rồi. Khế gân này là khế của khế gân. Miền Nam. À của miền Bắc mình, khế gân đúng không? Khế gân miền Nam. Đấy quý vị thấy không? Rất là nhiều nhá. Này vườn chú phải đến trăm gốc không chú? Không, cũng phải tầm mấy đấy. Trăm gốc cả lớn cả bé. Trăm. Thế đến bây giờ chú Huynh chơi được bao nhiêu năm chơi cây rồi nhỉ? Ôi, xin phép các bạn, thực ra nói là đam mê yêu cây thì nó cũng dài lắm rồi. Vâng. Nó từ năm 92 đã đam mê cây rồi. Nhưng mà cái thời điểm đó, năm 92 nó cũng còn cái thời bao cấp. Năm 90, 91, 92 cũng còn 89, 90 nó còn bao cấp. Nhưng mà cái thời nó phát triển cây cối, nó, người ta cũng đây cũng đi kiếm về nhưng mà nó chậm lắm. Vâng. Thế nào nhưng mà nói là cứ quay đi, phải quay vào sau, đây. Sau khi là sau khi là khi xã hội phát triển thì tôi cũng đam mê cây này, tôi làm cái khí là được không? Làm cái khí là được xong bán cả máy. Làm sắt nghệ thuật. Làm cái khí bán cả máy mua được một cái cây. Thế là giấu vợ bán máy để mua cây. Bán cả một cái bộ dàn máy cơ khí thì mới mua một cây. Thế là từ ngày ấy là thôi thì cứ bực dần lên, không là đam mê uốn éo cho mỗi cây nó một dáng một phong cách. Cái gì đấy chú? Cái xi. Xi à? Lạ thế nhỉ? Cái xi. Cây này như kiểu cây dáng bà bầu ấy. Cây này nó có nhiều tiền đúng không ạ chú? Không nhiều tiền lắm đâu. Thế à? Nó chẳng nhiều tiền lắm đâu. Cây này mà ví dụ như là cây không thì nó chỉ khoảng 4 triệu. Vâng, cây không. Thế bỏ cái máng lợn này đi à? Bỏ cái máng lợn. Cháu nhìn cây gì giống cái máng lợn à? Nếu mà cả cái máng lợn thì 5 triệu. Hơn 5 triệu tí. Mua cái cục đá quậy, cái là quậy. Có bao ship không hả ông? Có bao ship. Bao ship. Bao ship nó cộng với cả cộng ship vào thành bao. Bao ship cộng cả ship vào. Cứ cộng ship vào thành bao. À vâng. Chứ còn mua bán tại vườn này thì anh em có nhu cầu thì cứ cây nào nó hợp lý thì cứ alo. Không có đâu là thỏa thuận xong giá cả xong rồi. Còn anh em thực ra nói tôi xa gần chẳng biết thôi, anh em cứ chịu ship thôi. Chứ còn thì tôi thì cứ đảm bảo đóng hàng vào tận nơi được. À, tức là đảm bảo đóng hàng cho khách. Thế được. Chứ còn đây cái linh trang này bắt lại cho họ đây cái hoa này. Vâng. Đấy là nhiều hoa. Đây là Sam 86 chứ. Cái này 86 đấy. Đẹp nhỉ. Như kiểu cái hòn ở Vịnh Hạ Long ấy. Thôi quay qua một tí năng là... Vâng, ok chú. Đấy quý vị thấy rất là nhiều. Sau đó bây giờ là tôi với cả chú Huynh này sẽ vào trong bàn trà kia, mang một số tác phẩm tiêu biểu đặc sắc để quay trên bàn quay, rồi gửi tới cho quý vị và các bạn tham khảo. Cây này chắc nhiều tiền lắm đấy nhỉ? Cây thì gia đình nhà đẻ là cổ thụ. Vâng, ý cháu là có nhiều tiền lắm không ấy chứ? Cây nó cũng không nhiều lắm đâu. Thế ạ. So với những cái cây thì người ta tính tiền trăm, tiền tỷ, như đây thì tính tiền triệu. Chục. Tiền triệu. Tiền triệu. Rất là đẹp. Đây quý vị thấy cái cây hoa giấy ngày xưa chú ấy cho vào cái bình này, chú ấy uốn éo bây giờ. À, cái này sau này cái ngọn nó phải như này. À thế ạ. Quắp vào đấy. À đây nó cũng là đấy để nó hở cái chanh ra. À, nói chung là đấy quý vị thấy không? Chú Huynh này là coi như là tạo tác để ấy đấy, tạo tác một phát là để xác định là tác phẩm này là tác phẩm gọi là để đời, tác phẩm là mãi mãi đấy chứ không phải đơn giản đâu. Chú ấy kiên trì chú làm lắm. Vâng thì sau đây thì tôi với cả chú Huynh sẽ vào bàn trà quay một số các cái tác phẩm trên bàn quay gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn theo dõi video sau nhé. Và có quý vị nào có quý vị mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với cả chú Huynh nhé. Và bây giờ hai chú cháu tôi sẽ bắt đầu tiến triển.